Phan Phúc xin chia sẻ với các bạn, đây là chuỗi tràng hạc của Phách ạ. Chuỗi tràng hạc Phật giáo ấy, đối với những người mà cầu nguyện hoặc là theo Phật giáo mà chúng ta muốn tìm cái chuỗi tràng hạc đấy, đó, mà hoàn toàn là tự nhiên đấy, thì chúng ta có thể tham khảo cái dòng hổ phách này. Chúng ta thấy mỗi một cái hạt này nó đều khác biệt, và ở trong đấy nó có những thể vùi rất là độc đáo đó, và càng để lâu thì nó còn càng có giá trị ạ. Cái hổ phách thì nó là sự nhựa thông hóa thạch, và đó là sự kết hợp của năng lượng của đất, của nước hàng triệu năm đó. Và chúng ta dùng những cái vòng hạt này để cầu nguyện ấy, thì nó rất là có giá trị về mặt tâm linh. Và đồng thời nó cũng mang lại cái ý nghĩa về sức khỏe, bởi vì cái vòng hạt này thì là khi đeo trên mình ấy, đeo trên da thì nó sẽ tiết ra những cái hoạt chất như là những cái chất như là axit sulfuric ấy, rất là tốt cho sức khỏe. Vì nó làm tăng cái hệ miễn dịch của cơ thể ạ. Và chúng ta nhìn thấy hạt nó rất là khác biệt đó. Bên trong thì nó có những cái thể vùi siêu nhỏ.